Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó chính là cái lọc dầu diesel của xe Isuzu XZU720L đời mới các bạn nhá, Euro 4 2022-23. Đây, con này thì nó sẽ bao gồm hai lọc anh em ạ. Hàng này thì sản xuất tại Trung Quốc anh em nhá. Đấy, mặc dù bao bì của nó nói luôn với các bạn là Japan, nhưng mà mình nói luôn các bạn sản xuất tại Trung Quốc thôi, không phải Japan đâu, nó làm nhái đấy. Nhưng mà lọc này là lọc đẹp nhất thị trường rồi, có nghĩa hàng này nó làm tại Trung Quốc, sản xuất để thay thế cho cái dòng xe Isuzu Hilo XZU720L. Lọc thì rất là đẹp các bạn nhá, cũng không đến lỗi nào các bạn ạ, từ xốp này. Đấy, rồi tất cả các lọc thì nó nhìn rất là đẹp luôn, làm rất sắc nét anh em nhá. Đấy, giấy nó làm rất là đẹp luôn. Đó, con này thì nó sẽ bao gồm hai lọc anh em ạ. Một cái lọc này và một cái lọc này. Đấy, bao gồm hai lọc các bạn này. Đấy, bao gồm hai lọc. Đấy, một là cái lọc dầu diesel của con xe Hilo 300 đời mới XZU thì nó sẽ có hai lọc các bạn nhé, các bạn lưu ý giúp mình hai lọc. Đấy, bao gồm hai cái xoang hai bên luôn. Đấy, anh em nào mà bị hỏng cái lọc này đến được thì thay ủng hộ mình nhá, theo hai số điện thoại biển như các bạn điền. Đấy, và số điện thoại các bạn có thể vào những cái trang mạng social của mình để theo dõi thêm những cái sản phẩm khác, còn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá, hẹn gặp lại các bạn sớm tiếp theo.